Sau khi nhận được 1.000 mỹ kim của tổ chức vô vị lợi, bên em đang có ta, muốn giúp đỡ cho những người dân oan đang sống tại khu vực trại tạm cư Thủ Thiêm, cùng một số người lao động ở trọ thất nghiệp ở bên cạnh khu tạm cư thuộc quận 2 Sài Gòn. Mục sư Nguyễn Hồng Quang đã thay mặt tổ chức và Mạnh Thường Quân thực hiện trao tặng 91 phần quà cho 91 gia đình. Mỗi phần quà trị giá khoảng 202.000 đồng, gồm 20 quả trứng vịt, 15 gói mì tôm, 5 ký gạo và một số rau củ quả, được thực hiện trao riêng vào ngày hôm sau. Vì việc đi mua thực phẩm trong mùa dịch ở Sài Gòn hiện tại rất khó khăn, số tiền còn lại là 4,2 triệu đồng, được Mục sư Quang mua thêm 25 thùng mì và một ít gạo để hỗ trợ thêm cho những người dân ở gần khu vực tạm cư Thủ Thiêm sau khi nhận được sự cầu cứu của họ. Ngoài hỗ trợ gạo cho người dân, Mục sư Quang cũng đã hỗ trợ thuốc hạ sốt và thuốc chống đông máu cho một số người bị nhiễm dịch đang sống trong khu vực tạm cư. Đây là ông bạn tôi ở đài truyền hình, anh Hồ, tới sạch, đã có ủng hộ bà con. Tôi thay mặt ảnh, tôi ủng hộ bà con, tôi giúp dùm, bỏ công, bỏ thuốc, bỏ bổ sung thêm. Đằng cái đó là của ông bạn tôi á. Tôi đi giác phát dùm, tôi xin dùm cho bà con à. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Đây là khu FO. Đúng rồi. Là nhiễm. Tại tổng cơ Thủ Thiêm. Chào Phan nha. Cảm ơn SGPA. Mấy anh nhạc sĩ Trúc Hồ đã đồng tâm với tôi giúp đỡ cho bà con Thủ Thiêm. Cũng như hàng triệu người dân Sài Gòn, trong suốt nhiều tháng qua, những người dân oan sống tại trại tạm cư Thủ Thiêm vốn đã rất khó khăn, chịu nhiều đau khổ, gia đình tan nát vì bị nhà cầm quyền cướp đất, phá nhà. Nay họ lại rơi vào cảnh thất nghiệp, bị phong tỏa vì dịch COVID-19, nên đời sống của họ vô cùng khó khăn, bế tắc. Nhiều người trong số họ phải sống bằng nguồn thực phẩm từ thiện của Mạnh Thường Quân và tiền vay mượn từ đầu mùa dịch đến nay. Cho nên sau khi nhận được sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, thông qua tổ chức Bên Em Đang Có Ta, thì nhiều người đã bày tỏ sự cảm ơn, xúc động vì nhận được sự quan tâm của cộng đồng nói chung và những Mạnh Thường Quân đang sống tại Hoa Kỳ nói riêng. Thay mặt cho cộng đồng ở khu vực tái định cư là dân nghèo, vừa có dân tạm cư có ở cũng như người ta thuê nhà, bây giờ người ta cũng khổ mà có anh ở đây anh giúp đỡ giùm, vừa gạo vừa mì vừa trứng ở đây, chị cũng thành thật cảm ơn là các Mạnh Thường Quân và những người đã hỗ trợ, cảm ơn thật là nhiều. Không nhờ mà Mạnh Thường Quân lỡ cho rau cải ăn là gạo đồ là kết đối luôn, mà không có đồng bạc luôn. Đợt trước là không có luôn, đặng 1 triệu không có luôn, đợt này 1 triệu giữ là ra 4 lần rồi, cứ hẹn đợi đi mà không có đồng bạc luôn. Đợt trước 1 triệu cũng không có, đợt này 1 triệu giữ cũng không có, mà có hả hậu khẩu tạm trú rồi dặn có luôn á, mà ra cứ nó hẹn 4 lần rồi giờ đâu có đi được. Có ngày hôm qua là có xe mặt đường cơ động á, là cho vỏ bịch rau với một 10 ký gạo với thùng mì gói thôi. Là từ hồi nào giờ tôi mới thấy á. Cảm ơn Mạnh Thường Quân cứu trợ giúp đỡ. Không có hả là đói giả ruột luôn, không có miếng rau miếng cỏ miếng gạo ăn mà chết luôn. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Người ta cho mình cũng cảm ơn. Cảm ơn mấy chị bên anh giúp đỡ nhau cho. Chứ giờ người ta cho giúp mình phải cảm ơn. Mới lần đầu tiên này nè. Ngoài giúp đỡ những người dân oan đang sống tại trại tạm cư Thủ Thiêm, chúng tôi cũng đã thay mặt các Mạnh Thường Quân trao những phần quà như trên cho một số người dân lao động tự do bán vé số ở trọ bên cạnh trại tạm cư. Vì suốt nhiều tháng qua, họ bị thất nghiệp nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ một sự trợ cấp giúp đỡ nào của nhà cầm quyền cũng như các Mạnh Thường Quân, nên cuộc sống bữa đói bữa no. Theo dự định ban đầu thì chúng tôi chi số tiền 1.000 Mỹ Kim để mua thực phẩm hỗ trợ cho khoảng 50 gia đình ở trại tạm cư Thủ Thiêm. Tuy nhiên, do có nhiều người khó khăn cầu xin sự giúp đỡ, nên chúng tôi đã san sẻ cho những người cùng khổ khác. Vì hiện tại, việc mua thực phẩm ở Sài Gòn rất khó khăn, đặc biệt là trong khu phong tỏa. Chúng tôi chân thành cảm ơn các Mạnh Thường Quân và tổ chức vô vị lợi Bên Em Đang Có Ta đã cho chúng tôi cơ hội được làm những việc thiện, tốt đẹp, được làm cầu nối giữa tấm lòng đến với tấm lòng, với tâm niệm, người cho luôn hạnh phúc hơn người nhận. Đâu có đủ nhưng mà có gì ăn nấy, có gì ăn nấy chứ giờ đâu ai cho ai chứ.
đâu có cho đủ đâu, ai cho ai được, thì cái ai có thì cứ ăn thôi, không đi chợ được mà khổ lắm, đâu có tiền đi chợ. Với lại bây giờ á, cứ nghe dục dịch ai cho là chạy đi xin thôi, chứ đâu có biết đâu ai khổ ai giúp ai được. Nói ngoài phường cho giao quả cái gia sinh đâu cho đâu, nói là cho phường cho tạm cư có phát đâu, cho tạm cư không có cho bán thân nhà trọ ngoài chủ quỷ tới tìm nhà rồi có chuyện đóng mượn trang triệu thì mỗi ngày phải đóng 10,000 mà đâu phải mấy cái dịch này đâu phải dễ mượn đâu. Sáng mơ vẫn có tới nhà mua thịt ăn cá mua nước mắm ớt nằm trong nhà thì chẳng nghe bà đó, bà nói mừng quá chạy ra nghĩ mừng vui kiểu như cũng có ăn sống vài ngày cũng đỡ. Sáng mơ đâu có tiền đâu mua năm chống cũng chẳng. Gặp chồng thay biến, con thì thất nghiệp, hai vợ chồng đứa con kiểu đói giờ nào ăn giờ nấy cũng được 10 ngày. Như đói giờ nào ăn giờ nấy chứ đâu có ăn sáng ăn gì. Chứ mấy mì làm canh vậy đó, rồi hụt dịch rồi kho kho lên chiên chiên vậy đó ăn. Để sống đỡ chứ giờ qua dịch thì tính. Chứ giờ con thất nghiệp chồng bị tay biến đâu có đi đâu đâu, nằm chỗ. Chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại Sài Gòn.